Hôm nay ngày 13 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bắt đầu tiến hành lọc ảo trên hệ thống xét tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm mầm non. Thời gian lọc ảo dự kiến đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Sau thời gian lọc ảo, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Việc lọc ảo nhằm bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển ở một nguyện vọng ưu tiên cao nhất, tránh tình trạng một thí sinh có thể trúng tuyển cùng lúc ở nhiều trường, dẫn đến hiện tượng thí sinh ảo gây khó khăn cho các trường trong xét tuyển, đồng thời làm mất đi cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác. Sau thời gian lọc ảo, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Hiện có nhiều trường đại học dự kiến sẽ công bố ngay sau 17 giờ ngày 17 tháng 8, thời điểm kết thúc lọc ảo trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn để các trường công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 chậm nhất là 17 giờ ngày 19 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường không được yêu cầu thí sinh phải xác nhận nhập học trước ngày 19 tháng 8 nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh. Thưa quý vị, AI, trí tuệ nhân tạo được đánh giá là sẽ mang đến sự tăng trưởng đột phá cho hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Với đặc thù là kinh doanh tiền tệ, tài chính, có mức độ nhạy bén cao với nhu cầu thị trường và mức độ trưởng thành cao về ứng dụng công nghệ. Ngành ngân hàng có cả điều kiện cần, điều kiện đủ để đi đầu trong ứng dụng công nghệ AI. Ngành ngân hàng là một trong nhiều ngành có mức độ phát triển trí tuệ nhân tạo AI cao nhất, với 85% ngân hàng đã thiết lập chiến lược ứng dụng AI trong xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới và hơn 95% nhân sự đang sử dụng AI trong hoạt động hàng ngày. Kinh phí của các ngân hàng cho trí tuệ nhân tạo Gen AI được dự đoán tăng lên 85 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đô la Mỹ năm 2024. Xu hướng đầu tư mạnh mẽ này cho thấy rõ sự dịch chuyển từ ngân hàng truyền thống Digital Bank sang trí tuệ nhân tạo AI Bank. Trong tất cả những cái nghiệp vụ của ngân hàng thì với tất cả những cái chức năng đấy đều có thể ứng dụng AI được, thì tất cả những cái bước công việc ở trong đấy dần dần sẽ được ứng dụng AI để mà tăng cường cái mức độ số hóa và tự động hóa lên. Theo các chuyên gia, bên cạnh cơ hội, việc triển khai AI trong ngân hàng không dễ dàng. Hiện khó khăn lớn nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, vấn đề bảo mật dữ liệu, thông tin trong thời đại AI. Thực tế mà có thể triển khai được cái AI đấy vào các cái hoạt động doanh nghiệp thì nó đòi hỏi là ngoài phải có kiến thức về AI, kiến thức về công nghệ thì phải hiểu thêm một chút về business của cái doanh nghiệp đấy. Nên là cái việc mà doanh nghiệp AI bây giờ, doanh nghiệp nói chung bây giờ thì muốn triển khai AI thì phải xử lý. Để việc triển khai AI hiệu quả trong ngân hàng, các chuyên gia khuyến nghị ngân hàng cần cân nhắc phương án hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với khả năng tài chính, mức độ sử dụng AI và năng lực quản trị, đồng thời phải bảo đảm tính tương thích giữa các hệ thống, thông thạo và khai thác hiệu quả năng lực của AI. Các ngân hàng cần hiểu rõ về AI và đánh giá mức độ sẵn sàng của tổ chức, bao gồm cơ sở hạ tầng công nghệ và nhân lực. Nhằm thúc đẩy nghiên cứu đào tạo về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng tiên tiến, đóng góp vào sự phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam, lễ khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng do Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông Hàn Quốc tổ chức đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Dự án Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng sẽ từng bước cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững đến năm 2030 và tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc. Dự án được triển khai thực hiện sẽ góp phần đẩy nhanh công tác thực hiện đề án 950 thông qua việc xây dựng, hướng dẫn về đô thị thông minh tại Việt Nam và các hoạt động tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ về đô thị thông minh. Việc Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ chính phủ Hàn Quốc cho lĩnh vực phát triển đô thị thông minh thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật này thực sự cần thiết và hữu ích trong bối cảnh Việt Nam đang ở bước đầu xây dựng đô thị thông minh. Dự án sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chiến lược phát triển ngành, công tác lập quy hoạch phát triển đô thị trên toàn quốc một cách bền vững. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá và vai trò của chính sách thuế trong phòng chống tác hại của thuốc lá cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí trung ương. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả ban đầu trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Theo nhiều ý kiến tại hội thảo, mức thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá trong dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi vẫn còn thấp. Sự tác động để kiểm soát tốt hơn việc tiêu dùng cho mặt hàng thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân chưa đạt như kỳ vọng. Các thông tin, số liệu có tính thuyết phục về tác hại của thuốc lá, vai trò giải pháp để chính sách thuế có thể kiểm soát một cách hiệu quả việc tiêu dùng thuốc lá tại Việt Nam
được các chuyên gia, nhà khoa học cung cấp tại hội thảo sẽ giúp báo chí hiểu rõ, góp phần truyền tải tích cực, đầy đủ thông tin có cơ sở tin cậy, đóng góp hiệu quả cho quá trình xây dựng thông qua luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi vào năm 2025.